Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Ngay bây giờ Tấn sẽ quay một cái miếng đất gần núi Bà Đen. Ở đây là thuộc xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh nha cô chú anh chị. Đất này là hai mặt tiền đường luôn nha. Một mặt tiền là cái đường nhựa mình đang đứng. Đường nhựa này trên sổ hồng ghi là đường 6m. Và cái mặt tiền thứ hai đó là đường bờ kênh Tây. Mà cái kênh Tây á, là cái kênh rất là lớn luôn, kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng á. Cái đường bờ kênh Tây là rộng tới 17m. Rồi mỗi bên là có 5m phạm vi vùng phụ cận nữa. Đó, tổng cộng cái đường bờ á, đường bờ kênh Tây á, tổng cái chiều rộng của nó là tới 22m. Đó, đất này là hai mặt tiền đường nha, đường nhựa và đường bờ kênh Tây. Đường bờ kênh Tây hiện tại là đường đất nha cô chú anh chị. Thì cái miếng đất này á, nếu chúng ta tính mặt tiền đường nhựa nè thì đất này sẽ nở hậu ha. Chiều ngang ở phía trước là 10m, ở phía sau là 13m mấy á. Tổng diện tích là 566m². Hiện tại là đất cây hàng năm khá nha. Gần núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Thì đường vô đất á, là có hai cái đường chính. Thứ nhất là cái đường nhựa này, từ ở ngoài tỉnh lộ 793 vô tới đây là 1,5 cây. Nếu chúng ta đi đường bờ kênh Tây thì từ ngoài đường Trần Phú vô tới đất là 2 cây. Còn từ đây đi lên Ma Thiên Lãnh, núi Bà Đen là 5 cây nha. Từ Vincom, trung tâm thành phố Tây Ninh á, đi tới đây là 8 cây. Thì cái miếng đất này bây giờ anh Hiền bán với giá là 1 tỷ 100 triệu, bao trọn gói giấy tờ. Đó, 1 tỷ mốt là bao trọn gói giấy tờ luôn nha. Gần núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên đây á, là 87 cây nha. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay hình ảnh thực tế của miếng đất đang cần bán này cho cô chú anh chị coi nha. Đây cô chú anh chị coi ha, mặt tiền đường nhựa của cái lô đất nè. Cái đường này mình đi ra 1,5 cây là đường tỉnh lộ 793 nha. Đó, từ đây nhìn thấy núi Bà Đen rất là gần luôn. Ở đây đi ra ngã tư Tân Bình á, là khoảng 3 cây. Đi khu du lịch Ma Thiên Lãnh, núi Bà Đen á, là 5 cây ha. Rồi, miếng đất đang cần bán là cái miếng này nè cô chú anh chị. Có cấm trụ xi măng, ranh giới rõ ràng nè. Cái chiều ngang giáp đường nhựa này á là 10m nha. Ngang 10m. Ở đằng sau giáp bờ kênh Tây á thì trên sổ là tới 13m mấy lận. Anh Hiền chủ đất nói thực tế đo ra là tới 14m mấy luôn. Thì theo như cái bản đồ dự thảo quy hoạch đó cô chú anh chị, là mai mốt quá sẽ có cái đường ở bên hông của miếng đất nè. Đó, tương lai nhà nước sẽ mở cái đường bên hông nữa ha. Thì đó là theo như bản đồ dự thảo quy hoạch nha. Cái miếng đất đang cần bán thì hiện tại là nó thấp hơn đường nhựa chút xíu nha. Đã được dọn dẹp cỏ trống cải rồi, có cấm trụ ranh giới rõ ràng. Đó, phía sau là bờ kênh Tây đó cô chú anh chị. Có lan can đồ luôn nè. Còn cái đường trụ điện, dây điện trên cái đường nhựa này thì nhà nước mới cắm cái trụ điện mới ha, cắm phía bên kia đường. Còn trụ nhỏ là trụ điện cũ nè. Đó thì tương lai người ta sẽ dời qua trụ điện mới luôn. Thì cái đường này trên sổ hồng ghi là lộ giới á, cô chú anh chị, là 6m ha. Địa chỉ ở đây là ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh nha. Thì bây giờ anh Hiền chủ đất bán là 1 tỷ mốt, tức là 110 triệu một mét ngang á, là bao trọn gói giấy tờ nha. Đó, hiện trạng thực tế của miếng đất như thế này ha. Thì hiện tại là đất cây hàng năm khá, chưa có thổ cư á. Cũng như cô chú anh chị các căn nhà nhỏ nhỏ mình làm nhà vườn cũng được nha. Đây ví dụ như các nhà giống bên nhà hàng xóm nè. Đó, mình làm cái chòi nhỏ nhỏ thôi cũng được. Đó, mình làm nhà vườn trồng cây ăn trái đồ gần sông, gần kênh Tây nha. Đó, kênh Tây là kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng đó cô chú anh chị. Là cá đồ cũng rất là nhiều á, ngồi câu cá đồ cũng đã nè. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra ngã ba bờ kênh cho cô chú anh chị coi nha. Ở đằng đây là có thêm cái ngã ba nữa. Đó, rồi đi ra bờ kênh Tây. Mình sẽ quay hai mặt tiền luôn cho cô chú anh chị coi nha. Đây, đường trụ điện nhà nước mới cắm nè.
Nè, ngay chỗ này có cái ngã ba nè cô chú anh chị. Đó, quẹo vô đây là nhà hàng xóm cũng khá là đông nè. À, cái đường bên đây là đường bê tông ha. Đó, nhà cửa hàng xóm quá chừng bên trong kìa. Đây, nhà cửa hàng xóm. Rồi, đi ra đây chút xíu nữa là bờ kinh Tây nè. Từ Vincom, đường 30 tháng 4 ở thành phố Tây Ninh á, ra tới đây là 8 cây số nha. Đây, ra đây, nếu chúng ta đi về hướng này 2 cây số là ra đường Trần Phú nè cô chú anh chị. Ra khu du lịch Long Điền Sơn, ra ngã tư Tân Bình nha. Ra đường Trần Phú 2 cây. Vô trung tâm thành phố Tây Ninh 8 cây. Đây đây cô chú anh chị coi kênh Tây nè, bự giống như là cái sông vậy đó. Kênh được xây xi măng, rồi hai bên là có làm lan can. Rồi có biển báo giao thông nè, đường này tải trọng được 6 tấn ha. Đó, cái kênh rất là bự luôn, nhìn như cái sông vậy đó. Rồi cách chỗ này khoảng chừng mấy trăm mét là có cây cầu kìa cô chú anh chị. Ở đằng đó có cây cầu ha. Đây, ngã ba nè. Bên đây là đường nhựa. Còn đường bờ kinh Tây hiện tại là đường đất nha. Đó, đường thông thoáng. Đây, từ vị trí này nhìn núi Bà Đen nè. Giờ quay buổi sáng nó hơi ngược sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm ha. Đó, nhìn núi Bà Đen rất là gần luôn nha. Nay Tây Ninh mùa mưa cô chú anh chị. Mấy bữa nay ngày nào cũng mưa, có ngày qua là không mưa thôi, với lại từ sáng giờ chưa mưa. Đó mà giờ là bầu trời đen thui nữa nè, chuẩn bị mưa tới nữa nè. Ở đây mình nhìn ra là thấy xe cộ đang chạy ở ngoài đường Trần Phú đó cô chú anh chị. Đường Trần Phú là một cái đường lớn nha, đi ngang khu du lịch Long Điền Sơn đó, đi thẳng vô đường 30 tháng 4 đó. Thì từ trung tâm thành phố Tây Ninh đi tới đất nè, là chúng ta sẽ đi ngang qua những cái tiện ích lớn là vòng xoay trung tâm tỉnh, Vincom, đường 30 tháng 4, bệnh viện đa khoa tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, rồi tòa án tỉnh nè, khu du lịch Long Điền Sơn. Đây, cái đường bờ này á, trên sổ hồng ghi là cái độ rộng là tới 17 mét lần đó cô chú anh chị. Rồi mỗi bên là có thêm 5 mét phạm vi vùng phụ cận nữa. Đây, từ phía bờ kênh chúng ta nhìn vô lô đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Đó, hai mặt tiền ha. Mặt tiền đường bờ kênh và phía bên kia là đường nhựa. Rồi, theo như cái bản đồ dự thảo quy hoạch đó cô chú anh chị, thì tương lai nè, ngay cái khúc tay mình chỉ nè, là người ta sẽ mở cái đường bự luôn nha. Đó, chắc là sẽ đường nhựa luôn á, mở thẳng đây nè. Còn hiện tại ở phía sau đất nè cô chú anh chị, giống như là một cái dòng rạch, dòng suối vậy đó, ha. Nước chảy nè, nay mùa mưa đó, nước nó chảy nè. Đó, cảnh ở đây thì rất là đẹp nha, không khí mát mẻ trong lành nha. Cách khoảng chừng 300 mét là có cái nhà yến nè. À, nhìn núi Bà Đen rất là gần luôn. Ở đây mình nhìn ra đây là cái hướng thung lũng Ma Thiên Lãnh đó cô chú anh chị. Đây, ngay chỗ tay mình chỉ nè, là cái núi nhỏ nhỏ gọi là núi Heo á. Còn núi rất là bự gọi là núi Bà, hiện tại là mây đang che trên đỉnh núi ha. Nếu mây không che là thấy được tượng Phật Bà luôn. Rồi, phía bên đây là có cái ngọn núi thấp thấp. Đó, ngọn núi thấp thấp bên đây gọi là núi Phụng nè. Đó, thì theo như cái quy hoạch để phát triển khu du lịch núi Bà Đen đó cô chú anh chị, là tương lai người ta sẽ xây dựng rất là hoành tráng luôn. Được tập đoàn Sinh Group người ta đầu tư rất là nhiều ha. Ngay chỗ này mình thấy nay có căn biệt thự người ta đang xây nè. Căn biệt thự người ta đang xây quá bự luôn. Rồi, nói chung là cái lô đất của anh Hiền đang kêu bán. Cái vị trí này mình sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. À, nói thêm anh cô chú anh chị nè, là ở phía sau nè. Đó, cái bờ kè của ngay chỗ cái dòng suối này ha, là người ta có làm kè đá. Nói chung là nó rất là vững chắc nha, không có sợ sạt lở gì hết nha. Đó, có xây đá, xi măng đồ luôn đó cô chú anh chị. Làm bờ kè đồ luôn đó. Kè, nhìn dài dài lại đó kìa. Đó. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha.
Đây là tờ sổ hồng của lô đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Đây mình sẽ xem cận cảnh sơ đồ nha. Đất này hai mặt tiền luôn. Mặt tiền bên đây á là đường bờ kênh Tây nè. Đó, kênh Tây là kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng. Kênh này rất là lớn nha cô chú anh chị. Thì cái đường bờ nè, cái đường bờ không là đã rộng tới 17 mét rồi cô chú anh chị ơi. Đó, rồi phạm vi vùng phụ cận nè là 5 mét nữa. Đó, cái bờ không là 17 mét rồi ha. Rồi, bên đây là cái đường nhựa nè. Thì đường nhựa này là rộng 6 mét. Đó, thì cái diện tích đất nè cô chú anh chị, ở phía bên đường nhựa thì chiều ngang là 10 mét. Còn ở phía bên đường bờ kênh nè thì chiều ngang á là 13m34, mà thực tế á là 14 mét mấy luôn nha. Nếu cô chú anh chị cất nhà mình quay mặt tiền ra đường nhựa thì sẽ là nhà đất nở hậu nha. Đó, nếu mà quay mặt tiền ra đây nè thì ở sau sẽ bự hơn nè, là nở hậu nè. Đó, mặt tiền đường nhựa là cái hướng bắc có lệch đông chút xíu, còn mặt tiền bờ kênh á thì hướng nam có lệch tây chút xíu ha. Thửa đất số 652 tờ bản đồ số 18. Địa chỉ ở đây là ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Tổng diện tích là 566m² nè. Đất cây hàng năm khá nha cô chú anh chị. Đó, 566m² nha. Sổ hồng chính chủ, không qua môi giới trung gian ha. Thì anh Hiền bán miếng đất này với giá là 1 tỷ 100 triệu đó cô chú anh chị. Là bao trọn gói giấy tờ nha. Vị trí Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Đây cô chú anh chị coi nè, cách khoảng mấy trăm mét là nhà nước có xây cây cầu ha. Cầu xây nhìn cũng rất là đẹp luôn á. Đường bờ kênh Tây này là đường thông luôn. Nếu chúng ta chạy thẳng đường bờ kênh Tây này là sẽ ra đường quốc lộ 22B luôn đó cô chú anh chị. Đường thông nha. Rồi ngã ba bờ kênh Tây với lại đường nhựa. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Hiền chủ đất để cô chú anh chị liên hệ nha, không có qua môi giới trung gian. Số điện thoại là 098 55 44 878. 098 55 44 878. 098 55 44 878. Đây ngã ba vô nhà cửa dân cư. Hàng xóm kế bên cũng khá là đông luôn nha. Rồi đi lại miếng đất đang cần bán nè. Đó, thì đất này hiện tại là chưa có thổ cư. Nếu cô chú anh chị muốn cất nhà thì chúng ta cất nhà nhỏ, nhà tạm thôi nha. Gọi là nhà vườn á. Đây, ranh giới rõ ràng, đất được dọn dẹp cỏ trống trải. Cái nền đất thì nó thấp hơn đường nhựa nha. Rồi đây, nhìn về hướng núi Bà Đen nè. Đó thì đường vô đất là có hai cái đường đi chính nha cô chú anh chị. Hướng thứ nhất là chúng ta đi đường nhựa này nè, từ ngoài tỉnh lộ 793 vô đây cây số rưỡi. Còn cái đường thứ hai chính là cái đường bờ kênh Tây á. Từ ngoài đường Trần Phú vô là 2 cây. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ từ ngay vị trí miếng đất của anh Hiền ha, mình sẽ chạy theo đường nhựa để ra đường tỉnh lộ 793 cho cô chú anh chị coi. Thì bây giờ quay buổi sáng đó cô chú anh chị, nó hơi ngược sáng, cho nên là cô chú anh chị xem video á, có thể là lúc nó sáng quá, lúc nó tối quá thì cô chú anh chị thông cảm nha. Tấn quay, Tấn cố gắng quay thật đẹp, chi tiết rõ ràng, nhưng mà ánh sáng thì nó lại bị ngược nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thông cảm ha, Tấn cố gắng quay đẹp. Đây, đó, từ miếng đất đang cần bán, đi lại có chút xíu là nhà cửa hàng xóm quá chừng nè. Miếng đất chạy lại có chừng 200 mét thôi là khu dân cư ha.
Rồi ngay chỗ ngã ba đường bờ kênh lúc nãy cũng là khu dân cư luôn. Nói chung là miếng đất liền kề khu dân cư nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ là Tấn quay cái hướng là từ trong miếng đất chạy ra tỉnh lộ 193. Đó, Tấn quay cái hướng là từ đất chạy ra, tại vì cái hướng này chúng ta sẽ nhìn thấy núi Bà Đen rất là đẹp luôn. Còn nếu ngoài chạy vô á thì núi nằm sau lưng không có thấy được ha cô chú anh chị. Đây là vườn mãng cầu nè. Đó, xung quanh núi Bà Đen thì bà con ta trồng mãng cầu rất là nhiều nha. Mãng cầu ở Tây Ninh á là có cái thương hiệu độc quyền nha cô chú anh chị, đó là mãng cầu núi Bà Đen. Thương hiệu rất là nổi tiếng, xuất khẩu đi các nước trên thế giới luôn nha. Thì cái vị trí Google Map là Tấn có ghim cái đường link để trong phần mô tả rồi đó. Cho nên là về cái vị trí là ai xem kênh Nhà Đất Việt Nam là cũng biết được vị trí đất nó nằm đâu ha. Tấn quay rất là chi tiết rõ ràng luôn, không có giấu giếm gì hết nha. Có sao nói vậy nha, thông tin công khai, chi tiết rõ ràng. Nên cô chú anh chị bạn thích kênh thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha cô chú anh chị. Đây người ta trồng mãng cầu rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị đi cái hướng từ thành phố Tây Ninh tới á, là chúng ta có thể đi cái đường bờ kênh Tây cũng được nha. Bờ kênh Tây vô tới đất là 2 cây. Đó, cái đường bờ rất là rộng luôn, chỉ có điều hiện tại nó là đường đất thôi. Mùa mưa thì nó có một vài cái vũng nước thôi, chứ mùa khô thì cái đường bờ kênh Tây á, rất là liền lạc, rất là đẹp nha. Đây, nhà cửa hàng xóm dân cư nè. Từ đất chạy ra hướng này 1,5 cây là đường tỉnh lộ 793. Thì cái tỉnh lộ 793 này nhà nước mới vừa nâng cấp mở rộng lên, rất là đẹp luôn. Nói chung bây giờ đường xá ở Tây Ninh đó cô chú anh chị là nhà nước đã nâng cấp lên rất là tốt rồi nha. Ngày xưa đường nhỏ khó đi, chứ mà bây giờ ở Tây Ninh là đường đẹp không à. Đây như cái đường mình đang đi nè, cái đường ở trong xóm gọi là đường nông thôn thôi, nhưng mà cũng đã được lên nhựa rồi, rất là đẹp ha. Nông thôn nhưng mà thuộc thành phố nha. Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh. Đây, ra tới đây là tỉnh lộ 793 rồi nè. Đợt trước mình nhớ là có quay cái miếng đất trong đây, nhưng mà lúc đó là cái đường đất á. Bây giờ đường lên nhựa ngon lành rồi nè. Đó, ra tới tỉnh lộ 793 rồi nè cô chú anh chị ơi, quẹo phải là hướng về ngã tư Tân Bình ra đường Trần Phú. Đi núi Bà Đen nha, là quẹo phải. Còn quẹo trái á, đây quẹo trái là lên Tân Biên, Tân Châu, lên Trung ương Cục miền Nam, vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Rồi cửa khẩu quốc tế Sa Mát luôn đó cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy nè. Ở phía trước á, quẹo trái là có 2 cái trường học luôn nha. Cái ngã ba ngay phía trước kìa, quẹo trái là vô 2 cái trường học, vô ủy ban xã Tân Bình, chợ Tân Bình nha. Đây đường tỉnh lộ 793 này xe cộ qua lại rất là nhiều luôn nè. Cái khúc này á nó gần cái trường dạy lái xe Thành Đạt đó cô chú anh chị. Nè có những xe tập lái ta chạy nè. Ở đây là gần trường dạy lái xe Thành Đạt nha. Đó xe cộ qua lại nhiều. Nếu cô chú anh chị bạn thích clip này nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam để xem nhiều video clip khác nữa nha. Bây giờ Tấn sẽ chạy tới ngã tư Tân Bình cho cô chú anh chị coi. Đó, đi cái hướng từ trong đất ra là chúng ta thấy view núi Bà Đen rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị đi xem đất á, thì mình có thể đi buổi chiều đó cô chú anh chị. Buổi chiều thì từ miếng đất mà nhìn về hướng núi á là nó sẽ đúng ánh sáng, nó không có bị ngược nha. Buổi chiều là nó đúng ánh sáng là nó sẽ đẹp hơn nha cô chú anh chị. Nãy giờ Tấn quay là buổi sáng cho nên là nhìn về hướng núi là nó hơi bị ngược rồi đó, cô chú anh chị thông cảm ha. Buổi chiều nay á, buổi chiều hay mưa lắm cho nên Tấn tranh thủ quay buổi sáng luôn. Ở đường tỉnh lộ 793 này xe cộ qua lại nhiều nè.
đường mới vừa nâng cấp mở rộng liền lạc, rất đẹp. Tới ngã tư Tân Bình phía trước, nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng á, là đường tỉnh lộ 784 đi hướng về cổng chính núi Bà Đen, về khu công nghiệp Chà Là, đi Gò Dầu, Trảng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh là cứ chạy thẳng ha. Còn ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước là ngã tư Tân Bình nè, quẹo phải là vô đường Trần Phú hướng vô trung tâm thành phố Tây Ninh. Gần núi Bà Đen, biểu tượng Tây Ninh, nóc nhà Nam Bộ ha. Đây ngã tư Tân Bình nha cô chú anh chị ơi. Tấn sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn mua được bất động sản như ấy. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại.